huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá Malaysia sở hữu hàng công mạnh nhất tại AFF Suzuki Cup 2018. Nhưng ông tự tin Việt Nam có thể đạt kết quả thuận lợi tại Bukit Jalil vào ngày 11 tháng 12 trước khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết lượt về 4 ngày sau đó. Bukit Jalil là sân bóng rất lớn với hơn 80.000 khán giả nên chúng tôi sẽ phải chuẩn bị thật tốt. Tôi tin ngày 11 tháng 12 sẽ có rất nhiều cổ động viên đến sân Bukit Jalil, nhưng đội đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với sức ép này. Tôi cho rằng các cầu thủ sẽ giữ được sự tự tin. Tất nhiên, tiếng ồn từ hơn 8 vạn cổ động viên sẽ là vấn đề lớn. Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam